Nó nào. Siro thì nằm đấy đi. Hôm nay cho mấy con ra bên ngoài hóng gió tí. Đây. Ừ. Đây đang trực phi xuống hồ đây này. Nhưng không xuống hồ được. Thôi rồi, chờ tí để anh chuyển cho, chuyển chỗ. Ra ngắm đường ngắm phố tí nhưng mà nằm như con pila kìa. Chỗ này chỗ vừa rồi nằm mà nó có kiến. Siro nằm xuống đi. Nằm xuống thư giãn đi. Ừ. Mấy hôm nó mưa, hôm nay nó khô thoáng, chủ đi uống nước cho chó ra ngồi cùng. Nước chè. Phải cọc dây ngắn thôi, bởi vì nếu mà cọc dây dài là chúng nó cọ ra đường ảnh hưởng người ta đi lại. Mà cho một con đi thì hai con lấy ý kiến, thành ra là cũng phải dắt cả ba con đi. Pila ơi. Pila. Rồi hai đứa cứ ngồi yên đấy, Pila quay mặt đây nào. Pila. Không được rồi, cứ ngồi yên đấy, nhưng mà phải lên tivi phải có mặt tí. Nào. Nhìn về đây. Pila. Không nhìn thôi. Cứ còn cứ ngồi yên đấy, không không cần phải phi lại đấy. Ok được rồi. Lại nằm xuống đây đi. Rồi. Messi với Siro nằm xuống đi. Nằm xích vào kia kìa, chỗ gốc cây kìa, chỗ gốc cây kia sạch. Gốc cây kia sạch kìa. Ờ. Nằm làm sao đừng để căng dây. Rồi Messi nằm xuống đây đi. Ngắm đường đi. Nằm xuống đi, thư giãn đi. Hôm nay không bơi được. Cứ nhìn ra hồ. Mà hồ này nước đen lắm, không bơi được. Có hồ Định Công thì nó sạch, nhưng mà bây giờ thành hồ câu mất rồi. Để xem thái độ của mọi người khi đi qua như thế nào. Rất ít người để ý.
Được rồi, làm đấy đi. Hai gọi đây. Vâng, nhớ ba anh nuôi là anh định nuôi ở đâu? À, nếu vào trong Hà Nội thì tiện quá em. Cứ nằm xuống đi. Đã bảo nằm phải khéo khéo ra thì đứa nào cũng nhìn được đường, không cần phải ngồi. Chứ ngồi thì nó mỏi. Anh uống nước thì còn lâu. Con Pila nó nhận cái chỗ, nó nhận cái chỗ ngắm đường tốt quá. Chọn chỗ tốt nhất để ngắm đường. Xe chán rồi quay vào ngắm hồ. Mỗi Pila vẫn chưa chán. Thôi Pila ơi, Pila lui vào nào. Pila hay đã bảo không được đứng ra đường ảnh hưởng người ta, kể cả là mé đường cũng không được, ảnh hưởng người ta đi lại. Nằm ở mé bên trong rồi thôi, nhìn ra đường thôi. Được rồi, nằm xuống đây đi. Cả con Siro nữa. Nằm xuống đi. Ra ngoài là để hít thở không khí thôi. Ok. Đây, Messi nằm bắt chân này. Pila nằm bắt chân rồi này. Còn con Siro, Siro vẫn còn hóng. Thôi Pila kệ cho nó đi. Cho nó bạn, cho nó chơi với nhau đấy. Ờ, sắp tối rồi đấy. Chơi thêm 5 phút nữa. 5 phút nữa rồi chúng ta sẽ vào. Anh gọi cốc nước thứ hai rồi. Thôi kệ nó đi. Nó trong nhà, nhà nó không liên quan đến mình. Tối quá rồi, nhìn không rõ.